Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với Blog tin Thi Thi. Hy vọng rằng những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh sẽ là những thông tin bổ ích dành cho quý vị. Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một bản tin nóng mới được cập nhật trong ngày. Quý vị và các bạn thân mến, tưởng chừng như sau vụ việc bé Long bị bỏ quên trên xe đưa đón tại trường K-Quay, thì tập đoàn giáo dục Edofit sẽ phải rút kinh nghiệm sâu sắc hơn, đặc biệt là trong công tác quản lý học sinh. Rất nhiều phụ huynh rất hoang mang khi cho con theo học tại những trường thuộc hệ thống của tập đoàn này. Để tránh ảnh phụ huynh cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ tại trường, hệ thống các trường trong tập đoàn Edofit đã siết chặt hơn trong công tác quản lý học sinh. Thế nhưng câu chuyện của một vị phụ huynh có con theo học tại trường mầm non Sakura thuộc hệ thống trường mầm non của tập đoàn Edofit là mẹ đẻ của trường K-Quay đã khiến cho tất cả phải dậy sóng vì sự thờ ơ vô trách nhiệm và làm cho có rất tắc trách của trường. Một người mẹ đang ngồi ăn sáng cùng con, nhưng lại bất ngờ nhận được tin nhắn, bé đã đến lớp rồi bố mẹ nhé. Mặc dù con chưa đến lớp, nhưng phụ huynh vẫn nhận được tin nhắn từ nhà trường, báo là con đã ở trường rồi. Cha mẹ gửi con đến trường, tưởng đâu sẽ an tâm hơn. Nhưng sự thật thì với cách làm việc tắc trách như thế này, không biết gia đình liệu còn có thể tin tưởng được hay không. Vào sáng nay, cư dân mạng được một fan xôn xao với bài chia sẻ trên mạng xã hội. Nội dung bài post chia sẻ như sau. Trong vụ khai quay, hệ mầm non của trường có cải thiện bằng việc nhắn tin thông báo cho con đã đến lớp hay chưa? Tưởng là có cải thiện sửa đổi, nhưng đúng là làm cho có. Bố mẹ vẫn đang ngồi cạnh con, vẫn chưa tới lớp, mà nhà trường thì vẫn gửi tin nhắn, con đã đến lớp rồi bố mẹ nhé. Đi kèm với tin nhắn thông báo của trường là hình ảnh cô bé đang ngồi cạnh mẹ ăn sáng. Phụ huynh của cháu bé chia sẻ rằng sau khi nhận được tin nhắn, bố mẹ của cháu bé đang theo học tại trường mầm non Sakura khá bất ngờ. Tưởng chừng như các trường học sẽ để tâm nhiều hơn sau sự việc bé trai trường Gateway bị bỏ rơi, nhưng hầu như mọi thứ chỉ đang mang tính hình thức. Sau bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội, khá nhiều phụ huynh tỏ ra bức xúc, không khỏi lo lắng vì sự tắc trách làm cho có của nhà trường. Hiện tại bài đăng này đã được vị phụ huynh của cháu bé gửi xuống bởi vì chỉ sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của con. Quý vị và các bạn thân mến, rõ ràng sau sự việc bé Long bị tử vong thì có vẻ như nhà trường vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm cho chính mình. Hay là họ nghĩ rằng bé Long không phải bị bỏ quên trên xe và họ không coi trọng lắm cái khâu quản lý học sinh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi thực sự hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta nhận được thông báo mỗi khi có thông tin mới. Bây giờ chúng ta có thể nhắn tiếp vào đây và xem thêm một số thông tin khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.